Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phương Phúc nha. Tiếp tục clip giới thiệu máy cũ cho anh em nha. Xin nhắc lại là quy định mua máy mình là anh em cọc trước cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha anh em. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Số điện thoại đặt hàng của mình là 0355 356 356, có trên kia bạn nhỏ nha anh em. Mình có bên mình thì ship code toàn quốc nha. Anh em cứ cọc tiền là mình sẽ ship hàng cho anh em. Và anh em cứ nhận hàng thì cứ kiểm tra hàng thoải mái nha anh em. Cứ bỏ sim vào nghi gọi thoải mái ha. Ok, xong hết thì anh em giao tiền cho shipper. Rồi cái tiền cọc thì anh trừ vào tiền máy lúc nhận hàng nha anh em. Đó, thì đó là quy định mua máy bên mình. Nhắc gọn nhẹ lại cho anh em thôi. Thì anh em là mua máy nhiều cũng biết rồi, cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn nha anh em. Tiếp tục clip hôm nay là giới thiệu anh em con Nokia 2 nha. Con máy đầu tiên trong clip hôm nay, Nokia 2. Máy này thì ngoại hình cũng còn đẹp, có cái ốp lưng kèm cho anh em luôn này. Nắp xe màu trắng nha. Nokia 2 cấu hình bình thường thôi. Vỏ sườn có xuất sắc, mua cho anh em cô chú lớn tuổi xài ha, xài YouTube đồ cũng được, còn được bình thường. Con này đi cho anh em giá 650.000 thôi, 650k giá ngược lực rồi cho anh em rồi, kèm sạc đó là xài nha. Máy ngoại hình còn rất là đẹp, không có xấu quá, kính đẹp nha. Đó, có ốp lưng cho anh em luôn, giá 650 ha. Còn máy thứ hai trong clip là con Ri3 Pro. Con này là máy ring, vỏ thì có xuất sắc trên 5 tháng này. Anh em cứ coi kỹ clip nha. Con này màn hình 5 inch, RAM 2 16, pin 2400. Mình có đọc cấu hình cho anh em thôi. Kính đại giác cực lực rồi, có vài cọng lông mèo nha. Vài cọng lông mèo trong kính ha. Đại giác cực lực cho anh em rồi. Chức năng xài full nha. RAM 2GB thôi, con này bình thường. 216. Xài rất là lành nha, mấy cái dòng này nghe gọi thoải mái luôn. Còn xài Zalo Facebook được nha. Đó. Giá 1.050.000 nha anh em, 1050 giá cơ lực kèm sạc. Tiếp theo là con thứ ba là con A600 bản hàng. Đó. A600 bản hàng nha anh em. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.6, pin thì 3000 nha. Mọi chức năng xài full. Máy ngoại hình còn đẹp tận 97. Bản hàng xài một sim nha anh em. Đó, A6. Đó, ngoại hình còn 97 98. Con này để giá 185 nha. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con Ri710 bản hàng nữa nè. Ri710 nha, máy màu xanh đen. Máy nguyên zin, kính đẹp và vỏ đẹp keng nha. Đẹp tầm 97-98 con này. Màn hình 5.5 inch, RAM 2 16, pin 3300, máy cực đẹp luôn, nguyên zin. Sườn đẹp ha. 97-98% là thoải mái luôn, kính đại giác cực lực rồi. Xài rất là mướt nha anh em. Mấy con này máy riêng xài rất sướng. Anh em là xài rồi thì bảo đảm là viền luôn. Đó. Chức năng thì ok. Ri710 ha. Con này để anh em giá 1490. 1.490.000 nha. Máy đẹp. Chức năng xài là hoàn hảo luôn. Tiếp theo là con Oppo F9. Con sao hơi xấu nha anh em. Đó, nó xuất sắc ha. Oppo F9. Con này RAM 4 bộ nhớ 64, màn hình 6.3 inch, pin thì 3500 nha anh em. Đó. Sườn siết thì cũng có xuất sắc trên 5 tháng ha. Kính thì không có xước luôn, kính đẹp. Kính là xước nhật cực nhẹ. Chỉ có cái vỏ là hơi xấu xấu thôi. Đó, wifi cực mạnh nha. Oppo F9 nha anh em. RAM 4 64. Con này ra đi anh em giá 2.1 triệu thôi, 2.1 triệu. Kèm sạc giá cơ lực cho anh em luôn. Tiếp theo clip là con Samsung A30. 30 vỏ thì vỏ sale còn đẹp ha. Còn đẹp tầm 97. Kính thì keng luôn. Kính này 99 luôn anh em. Kính keng xà beng luôn. Con này RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 6.4 inch, pin 4000. Đây, sườn đẹp nha. Kính keng xà beng luôn. Kính đẹp, sườn đẹp. Máy Việt Nam anh em, con này xài 2 sim. Mọi chức năng là hoàn hảo luôn nha. A30. Anh em cứ coi kỹ clip trước khi đặt hàng. Viền sườn rất ok. Kính đẹp. A30, con này giá 2.7 triệu nha anh em. 2.7 triệu, máy nguyên riêng đẹp tầm 97-98. Tiếp theo là mình có một con Samsung A92.
đời cao, Samsung A92, máy màu xanh nhạt cực đẹp luôn, đẹp tầm 99%. Con này mặt sau đã dán keo, anh em cứ coi kỹ clip ha, cực đẹp. Con này màn hình 6.5 inch, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 5000, đây camera cực đẹp, máy thì garanti còn đó. Máy hiển thị rất sắc nét, camera trước là nhìn nó còn nguyên luôn đó anh em thấy, rất đẹp ha, mẫu đời mới. Con này là A92 mẫu mới ra nha anh em, cấu hình là RAM 8, bộ nhớ 128GB, cực mạnh. Máy này thì còn bảo hành công ty chắc chắn luôn, thử mẫu mới ra. Và rất nhiều anh em chuộng cái dòng này, cấu hình nó mạnh lắm anh em, chip nó là 665 luôn nè. RAM 8, bộ nhớ 128, Oppo A92. Máy này anh em cứ coi kỹ clip ha, đẹp keng luôn. 9899 luôn con này. Rồi, con này ra đi cho anh em giá 4.5 triệu nha. 4.5 triệu kèm sạc cường lực đầy đủ hết cho anh em nha. 4.5 triệu nha anh em. Tiếp theo là con Samsung A70. Máy thì ngoại hình nếp sau của con đẹp này. Sườn thì có xước sát theo đường tháng nha anh em. Sườn này do xe ép lưng nên nó có xước sát, nó hơi nâu nâu một tí đó anh em thấy. Còn kính dưới lưng sau thì đẹp ha. Kính lưng sau thì quá đẹp. Kính này đã dán cường lực cho anh em rồi. Đó. Samsung A70. Con này thì RAM 6 thôi anh em. RAM 6 bộ nhớ 128GB. A70 anh em biết rồi ha, màn hình 6.7. Nó như một cái máy tính bảng luôn, màn hình 6.7 gần 7 inch. RAM 6 bộ nhớ 128, pin thì 4.5 nha anh em. Pin 4.5 ha. Máy cấu hình cũng rất là sướng. Xài ok luôn. Đó. Wi-Fi chức năng ok hết. A70. Đó, xài rất là mượt nha anh em. A70. Con này để anh em giá 3.8 triệu nha anh em. 3.8 triệu. Kèm sạc dán cường lực cho anh em rồi nha. Máy này là báo sạc nhanh này đủ hết ha. 3.8. Tiếp theo là con G7 Brim. Con này là vỏ có xước sát này. Đó, vỏ sườn có xước. Con này mà 5.5 inch nha anh em. RAM 332, pin 3.3. Vỏ sườn xuất sắc, kính đẹp nha, kính con này đẹp, có thể mang còn pin không? Rồi, chờ tí nha anh em, nó lên nguồn cái, máy nó hết pin, mình cắm sạc thử cho nó dễ nha anh em. Đó, con này thì màn con đẹp nha, nhưng mà anh em coi đây, ngay cái góc đây nó bị, rồi bị đốm một góc đây nha, này coi này, phải là đốm mà kiểu như nó bị phản quang. Nó nâu nâu ra một tí, nên mình bán rẻ con này cho anh em nha, anh em nào xài chấp nhận thì ok nha. Mọi lên tàn đó, anh em thấy màn hình trắng không, nó bị nâu ra một xíu, còn nhiều mà là ok hết ha. Đó, chức năng xài chuẩn nha, nâu với lại phản quang, nói chung con này là phản quang nó hơi bị lỗi một tí, không ảnh hưởng gì hết, còn xài bình thường. Mình sẽ test chức năng cho anh em xem. Wi-Fi nha anh em, mạnh nha. G7 Brim. Rồi, con này để anh em giá 1.3 triệu thôi, 1.3 triệu nha anh em, kèm sạc và dán cường lực lại cho anh em nha. 1.3 triệu, mấy gọi hình con đẹp nha, chỉ có màn nó bị một chút xíu nâu nâu lại thôi, là mình bán rẻ cho anh em luôn, 1.3 triệu, kèm sạc dán kính luôn. Tiếp theo là con Samsung A20 màu đỏ, con này có không còn đẹp này. Quá còn đẹp. Mặt sau thì nói chung nó y như là xài cắn cát ốp lưng anh em, nó cắn cát cát nên là nó nhâm. RAM 332 nha anh em, màn hình 6.4, pin 4000, Samsung A20 đã dán cường lực cho anh em rồi, kính sáng đẹp ha, màn riêng, chức năng chuẩn nha. Đó, ok nha anh em, chức năng ok hoàn hảo nha. A20 máy đẹp, giá 2.5 triệu, 2.5 triệu nguyên riêng, kèm sạc dán cường lực cho anh em đầy đủ nha. Tiếp theo là con Samsung A9 nha anh em, màu đỏ mặn này, đỏ mặn ha. Con này RAM 6, bộ nhớ 128 luôn, màn hình thì 6.3, pin 3000, máy thì đẹp nha anh em, ngoại hình sườn xước rồi còn ok đẹp hết. Đó,
kính camera ok, 56 ghi kính đẹp ha, không có xuất sắc, máy đẹp, đánh giá tầm 97/98. Wi-Fi chuẩn ha, thông tin là A9 nè anh em. Đó rồi, con này nó đi cho anh em giá 3.4 triệu nha, 3.4 triệu kèm sạc, dán lại cơ lực cho anh em đầy đủ ha, 3.4 máy đẹp. Rồi, tiếp theo cho anh em là con 6S nha anh em. 6S máy full ha, máy full zin. Nhưng mà vỏ nó xấu này anh em, không có đẹp keng nha anh em. Đó, anh em cứ coi kỹ trước khi đặt hàng nha. Giá thì nó chỉ mềm. Đó. Sườn xước ha, cũ kỹ. Đường cái là màn zin đẹp, đại dáng cực lực cho anh em. Màn thì kính đẹp ha. Có sao nổi dậy anh em, chuẩn chỉnh nha. Đó. Màn là ok, chức năng full. 16GB máy RIA. Test thử vân tay cho anh em coi coi còn vân tay không. Rồi chuẩn chỉnh luôn anh em, vân tay vân chân đầy đủ luôn. 16GB máy full quốc tế, vỏ hơi xấu tí thôi. Bỏ sim là quốc thôi anh em, không lăn tăn nha. Con này ra đi cho anh em giá 2.2 triệu nha. 6S 12.2 triệu. Tiếp theo là một con Vivo i30. Máy zin nguyên keng. Tầm 97/98%, có up lưng cho anh em. Màn hình 6.47, RAM 4, bộ nhớ 128, pin 5000. Máy thì nói chung là quá ok luôn, đẹp keng, máy như riêng luôn. Con này là khỏi phải suy nghĩ nhiều. Giờ chỉ việc bỏ sim là xài thôi nha anh em. Vivo i30. RAM 4GB, bộ nhớ 128. Con này để anh em giá 3.1 triệu nha. 3.1 triệu kèm sạc, dán cơ lực cho anh em đầy đủ ha. Oppo A53, máy như mới luôn. Keng sạc em. Oppo A53. A53 nha anh em. Đã miếng dán này còn guarantee luôn. Còn guarantee máy luôn. A53 nha anh em. Máy nguyên zin đẹp keng, còn bảo hành công ty dài sọc luôn. Chip loại 8 ha, 4.24SM. Qualcomm 4SM 4250. RAM 4 bộ nhớ 128GB. Máy đẹp keng sạc luôn 99%. Mọi chức năng là full zin. Anh em yên tâm về chức năng con này. Máy cực đẹp luôn. Đẹp tầm 98 tới 99 ha. Khó tính nhất cũng phải chấp nhận con máy này thôi. Không vấn đề hết ha. Keng sạc. Con này ra đi cho anh em giá của nó là 3.5 triệu nha. 3.5 triệu kèm sạc và miếng kính còn nguyên của nó luôn. Về chỉ việc xài thôi anh em, có sim là xài. Còn bảo hành công ty cho anh em 6-7 tháng thoải mái nha. Như riêng. Rồi, clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem clip mới từ kênh của mình. Chào cả nhà.